Vâng, và hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là TK và ngày hôm nay tôi sẽ nhập vai vào một con game. Ok, đây, chính là game này đây. Ngày hôm nay tôi sẽ nhập vai vào một anh béo, anh Sumo. Thì nhân vật của chúng ta đây, nhân vật của chúng ta có một cái đầu chọc trông như đầu khất. What? Đấy. Môi anh rất là kiểu mỹ môi. What? Kiểu mỹ môi. Một điều đặc biệt nữa ở đây là núm vú của anh này rất là to, chúng ta có thể lắc lư. Rồi xem phần dưới nào, đai đen luôn anh em, đai đen luôn. Đó, ở phần dưới thì có vẻ như là rất là bé. Các cụ ngày xưa hay có câu như này: người bé ré to, người to ré bé. Không ngờ người to ré nó lại bé thật anh em ạ, đúng hiểu kiểu gì. Rồi ok, thì hiện tại thì tôi đang đùa để tìm người chơi trên mạng. Thì con game này chúng ta có thể tải free trên Steam, có tên là Puncher. Đấy, tìm được trận rồi. Úi, let's go. À, wow, đập nhau không? Một. Yeah. Thì để vào đây thì chúng ta sẽ cần phải là đi nhặt đá nhắm nhau. Rồi. What the fuck? Tôi đéo hiểu sao Sumo vào đây lại đéo vật nhau mà lại đi cầm đá nhắm nhau anh ạ. Cầm đá nhắm nhau. Và chúng ta có thể đuổi theo thằng này để đấm. Mày nhờn. Đứng lại. Mày làm sao? Đấm nhau. Nào. Giờ ai chơi cầm đá? Chơi bẩn này. Nào. Mày lại đây. One hour later. Two hours later. Rồi luôn, hai thằng cùng chổng hết cả dái cả mông lên. Ba một giờ nào hòe đấy. Hòe à không. Cái thằng này chơi bẩn anh em ạ. Bẩn vãi nồi. Được. Cái thằng đã đây rồi, đã. Này thì chơi bẩn ta. What the fuck? Mày nhờ nó con dai. Ui rồi, một pha mẹ kẹp cổ đến từ Sumo anh TK. Mày nhờ quẹt cổ nó. Quẹt. Sao? Ôi, what the fuck man. Và trận vừa nãy thì tôi cũng đã thua con mẹ được rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp tục trận thứ hai. Hôm nay tôi phải chiến thắng. Yeah. Và đối thủ cho là Izuzue đeo kịp nhìn tuê. Oh yeah. Thế là vừa vào anh đã đứng yên thế. Hai chơi áp cả. À đây di chuyển. Nào. Di chuyển rồi thì đấm nhau. Thôi đéo đấm nhau. Đó. Mày. Làm sao. Chúng ta có thể nhặt được hai tay hai viên đá. Mày. Nhờ nó con dai. Ra đây. Cái đậu phộng. Đéo hiểu kiểu gì. Làm sao. Ôi giời ơi, hai thằng. What the fuck game. Mày được ấy. Đập nhau tiêu không em. Đứng lại. Rõ ràng mình tay mình với, làm sao bấm nút gì để kéo lại. Bấm nút gì để kéo nó lại đây. Một phát đập đá vào đầu.
mày nhồn này làm sao dài, làm sao mày nhồn còn đá của tao đéo chơi thằng cầm đá. Rồi mày lại đấy vật đéo chơi thằng cầm đá. Mày vào đây nhá mẹ. Ở rồi thank you thank you con chó. Mày đứng lại đây, mày đứng lại cho ạ. Đứng lại ạ. Đúng. Làm sao vẫn nhầm đá của mình. Có vẻ như trận vừa nãy tôi vẫn thua anh em. Thắng là nó phải như thế này này. Đây có một trận tôi thắng đây này. Có hai trận là tôi thắng đây này. Đấy, còn lại tôi thua. Đấy, chưa được anh em ạ. Tôi phải thắng con game này đã. Rồi, và đối thủ của tôi sẽ gặp là Outteam đéo kịp đọc. Outteam đéo kịp đọc. Một phát, ui dồi ôi. Anh em thấy sao? Một phát headshot thắng luôn, winner. Bố đời không? Em thấy bố đời không? Và chúng ta tiếp tục đùa. Và con game này chúng ta có thể co-op được cùng bạn bè. Rất là phấn. Lại gặp lại anh này. Team Potter. Bắt sờ cái đéo gì đấy. Mày làm ui xôi. Ui, anh em thấy sao? Tự nhiên tôi lại thấy cái trình độ của tôi nó lên một đẳng cấp mà không thể nào mà nói được. Trình độ của tôi bây giờ đang lên một đẳng cấp không thể nào mà nói được. Không thể nào. Ơi đúng, nếu hiểu kiểu gì. Thôi, chả qua tôi tha cho mày tí thôi, nhường nó tí thôi mà. Nhường em mày tí thôi. Ui, sao tự nhiên vật mình chết lên tới vậy. 2 phút nữa, 3 phút nữa. Mày vào đây. Mày vào đây. Mày. Nó có tảng đá rồi nhỉ. Nhắm hết tảng đá mới ra ngoài. Ở đây mày. Mày ui rồi ui em thấy sao một phát. Nhưng mà quả đấy nhắm xịt nhỉ. Quả đấy mình mẹ. Tự nhiên làm quả nhặt. Đấy ở con game được kiểu gì thì phải chạy loanh quanh gần người mình chết con mẹ luôn. Này đấy. Ui dồi. Đó là nhắm sượt mà. Đéo hiểu kiểu gì. Mình nhắm sát đầu nó mà nó đéo chết. Tao đéo chơi nhắm nữa đây. Làm sao. Đứng lại đây mà đánh nhau ấy. Nếu hiểu kiểu gì mình đấm nó như thế. Mẹ chạy qua quẹt tay nó phát chết mẹ luôn. Nếu hiểu kiểu gì. Tức là con game này của chúng ta không thể nào mà đánh tay bo được anh em ạ. Chúng ta phải cầm đá nhắm nhau. Nếu hiểu kiểu gì sumo đai đen đi cầm đá đánh nhau. Đấm nhau đi. Nếu thích nhắm đá đâu. Khó cực sự luôn anh em. Lại đây còn dài. Lại cầm đá của mình rồi. Đấy cho mình nhắm đấy. Nó lại trả đá mình đấy. Ôi rồi ôi nhắm chuẩn thế mà. Bé đéo hiểu. Ui má nó hiện ngay trước mặt mình khó chịu gì. Mấy lần giật mình rồi nhá chó. Mấy lần mày xuất hiện trước mặt tao mà làm tao giật mình nhiều. Rõ ràng mình đánh nó rõ nhiều mà đéo hiểu sao mình lại lần quay ra chết. Đéo hiểu kiểu gì. Rồi và đó là con game Punch. Ok. Và rất cảm ơn anh đã theo dõi ở đây. Và chúc anh em có một ngày tốt lành. Nếu như anh em mà muốn chơi con game này thì hãy lên Steam tải ngay về. Con game này nó free. Và anh em có thể co-op cùng bạn bè để chúng ta có thể đánh
đánh kèo đúng không? Chúng ta có thể gạ kèo như là 100.000 một ván, 50.000 một ván đúng không? Rồi, nói vui vậy thôi thì tốt nhất anh không nên gạ kèo công an bắt đấy. Đúng, tuyệt đối không nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.